nó về gần đến cái nơi mà dạy là Mönchengladbach. Hai bên đường là cây là trông rất là đẹp. Điểm đến là gần càng ngày gần kề. Ankunft. Ôi trời ơi, phiên bản Thập Chỉ Liên Tâm. Vô phố đi nhà ga. Trời ơi, nhìn CD thế mà thèm. Ngon ghê chưa? Ồ, sao chúng ta mua vậy? CD quá trời không? Thầy đứng ép quay. Không, đang quay rồi. Xin giới thiệu CD đi. Ok. Từ thầy vào quán, thầy đi vào quán không? Ok. Đây là... Giới thiệu là 4 người đi khắp thế gian. Mai Đông trong diệu vậy. Đây là anh Phong, người tổ chức ở là đầu tiên ở Đức đi đón thầy, và đây là anh Ban. Anh Ban là theo thầy là mấy năm rồi. Quên nữa giới thiệu đây là anh Ba Trung ở Munich lên đón thầy. Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.